biết nói tiếng Việt không? Không mà biết quả nhà nhạc Việt luôn ghê. Mày có hỏi gì? Can you speak Vietnam mày? À không, mà hỏi biết nói tiếng Việt không? Gì hỏi thiệt luôn hả? À, không. I can't speak tiếng Việt. Giỏi mà. Mày tiếng Anh được. À. Mày không lo mà nó biết mà mày có tiếng Anh. Tại vì em mở nhạc tiếng Việt, tôi hỏi là biết tiếng Việt mới mở nhạc tiếng Việt, tôi mới hỏi thẳng luôn. Chị, okay. Giờ em bắt kế bài chị. Ông thả nổi trên mặt nước, không nước nhất mình hơn. Thank you.
hâm mộ vậy. Lấy vừa khá nè, sâu hơn nè. Có ngày không học lấy không được các bạn. Sâu quá. Nhảy thôi.
tao không biết mở nữa. Mở lần mở giờ thằng Thắng mở. Mà bạn hỏi ai bán nhiêu tiền gặp khổ mà tiếng khổ à. Ông Thanh hỏi nhiêu tiền mà tiếng hỏi gì đâu, má hỏi gì đơn tiền. Thanh Thanh, anh hỏi ai bán nhiêu tiền, bữa nay tới tàu ngoại hỏi nhiêu tiền mà tiếng nói tàu khổ quá. Cầm nghe cải lương còn cầm vậy kìa. Đánh đúng phòng coi lại. Ê, á chấm đi miệng rồi nè. Nằm đi, ừ đi, không có gì đâu nữa. Đánh đúng phòng rồi quá. Bà nhảy đâu qua chỉ cho nó nhảy chuối xuống qua nhảy đưa cái bụng đập xuống cái bạch ra. Chụp hình nha nha. Chụp hình. Cái tay kìa, cái tay kia, cái cây camera kìa. Ừ. Bỏ chưa biết nhảy. Bỏ chưa biết nhảy luôn. Cúi đầu xuống. Cúi đầu xuống nha. Cúi đầu xuống. Nhảy thôi quay. Cúi đầu xuống.
Cười cười đi du lịch mà phải chụp chứng minh đâu mẹ mặt em cứ cười lên. Không ai quay cho mình cả. Không lẽ là trong đàn ăn cơm có cái sáo với chuẩn bị gì đó. Không lẽ là người đời xưa mới là chị mình thấy không? Ở đây.
lên. Bây giờ xin mời cả đoàn mình rút lui nha. Đi vào trong bây giờ mới một thằng bên ngoài thôi. Bây giờ tới tầng thứ hai này mà ai muốn lên nó lên bây giờ em. Chặn rồi đâu cho lên đâu. Là tôi sải không ạ. Sao nãy đi không để mắt kiến, đi giờ tới đây mới đeo chụp hình đó. Cái mặt giờ đi để mắt kiến không chứ đâu. Bây giờ có anh bao có bọn kiến ở đâu? Chỉ có đi vô trong nó tối luôn, nó bỏ anh mới lúc này anh mới chụp tới hết, anh mới chụp tóc không lấy hết được. À, đây là diễn viên Hàn Quốc đây, viết không viết. Thấy ông già nãy.
cậu ba đâu rồi, sushi kiếm cậu ba rồi. Giận, giận bỏ đi. Đi đâu cậu ba? Đi ra mà, giờ đi ra mà. Giờ đi ra về á. Trốn hả? Bên này cũng có dàn trí tết nữa. Đứng chống nạnh đồ phim là ta phải chống chứ làm gì giờ. Nó quậy qua đường trận rồi chứ quay.
bị lạc là bạn ơi trên đó nha. Bề ngang là bình quân là 8 tấc, dài mét 2, 900 năm rồi vậy. Giờ tiếp tục mình đi ăn tháp trước đây này chị ơi. Ủa sao mà đi luôn hả?
lớp dễ nóng quá. Chụp hình nữa hả?
đi. Hiểu gì hết sao dám ăn. Bảy rồi hả? Thank you.
gọi mà. Tao lát cho. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mát cho ông ngoại. Thoải mái cho ông ngoại. Lâu rồi, bây giờ con uống bia đi. Yeah.
khách đang chụp hình đấy. Đây là lóc vào của Vũ. Và chiếc áo vàng này là trong người chúng tôi sẽ mặc khi đám cưới đám quan. Để đám cưới, mang lòng sẽ mặc để đám cưới. Tất cả trong anh mình chụp hình chẳng hết. Tất cả ba con người chiếc áo đây là bằng vàng hết á. Lần thứ nhất là khi đăng quang, thứ hai là khi đăng quang, và bên trên là làm của vua màu sắc của trang đó. Ok. Thấy không? Thấy bài nào? Thấy. Rồi, coi lại kìa.
quay luôn mà. Đây được coi giống như cũng được nữa rồi. Vẫn đã chứng tỏ một con đây giữ đi, từng con là 10 con, giữ cho từng bay mấy con vậy. Trời ơi, giờ nói gì đâu, giữ con ba. Mày nhìn con, ba đang quay á. Cầm đi nè. Không có đau, cầm đại đi nè. Rồi, khoan nha, để quay nha, từ từ thả nha, chết chả từ trước. Để ba. Không giống cầm quá. Ê, à, để cái lòng cho mở. Khoan nha, để em chụp. Bảo tàng S24 thì cái độ của
mà nhờ đó là cái quan hệ thứ nhất là có ông anh làm việc bạn cùng, thứ hai là có hai bệnh sĩ rất xinh đẹp được nhà vua thời đó đặt đặt tiếp con và cũng một lão tướng cũng sẽ gặp bóng qua pháp đâu. Thì khi bao bên pháp ông mới hạt gặp ai à, trong phim series và phim sông thon đó là mình tưởng là Pol Pot như riêng kia là con của một người không phải đâu. Pol Pot nếu mà trong chức vụ của đảng là tổng bí thư đảng, trong chức vụ của hành chính của cái mai đó là tướng chứ Pol Pot là ai, là ông Nguyên Chia chủ tịch quốc hội, bây giờ ông đương bị người ta xử kìa, gọi là phó tổng bí thư đảng. Thứ ba là mình tới ông Tam Bốc là đừng để lộn và theo cái tư tưởng cộng sản đó đặt là cơ mai đỏ thì á càng ngày càng đi theo đâu 27/4/1975 chế độ mai đỏ đã chiến thắng chế độ Nguyên Hòa, thì ở đây giải phóng trước Việt Nam 13 ngày, Việt Nam là 30/4/1975 vậy, còn đây là 17/4/1975 với nhau, nghĩa là cộng sản chiến thắng Đông Dương. Quý vị biết khi mà Pol Pot thắng quân đội Pol Pot vào Phnom Penh là khoảng 9 giờ hơn là nó nắm được toàn Phnom Penh. Có hai việc đầu tiên Pol Pot làm, cái thứ nhất là gom tiền trong các kho bạc và ngân hàng để làm gì vậy, đem ra đốt bỏ hết, đốt bỏ nha. Cái thứ hai là ông ta bắt đầu đuổi người đi về các vùng nông thôn hết, bởi vì á khi ông học ở Phnom Penh á là không được không được lấy cớ và khi anh nói là không được có tư tưởng nghĩ bất cứ điều gì về gia đình. Ta hiểu rằng là ở đây nếu mà năm 95 thì một tuần lễ đưa đi giết một xe, năm 76 là 3 ngày một xe, năm 77 là 1 đi một xe, năm 78 là 1 đi 5 xe. Rồi anh chị mà thấy đi ở đây như giờ đó. Rồi còn mấy người ở đâu rồi? Dạ. Ủa nó xe của em ra. Rồi, mình đi còn như giờ đó. Mình đi dọc bên tay trái thấy cái vòm phải chạy cho qua cầu không? Là đi qua siêu thị nha. Mà nhìn lên bên tay trái thấy chợ. Dạ. Dạ, ăn uống luôn. Đó, muốn trong đó có lưu tham bơ gơ vậy đó. Rồi, ai mua quần áo xuất khẩu ở đây để cho đây nha. Mình tập trung lại cái chân tụi em mình đứng nè. Nói gì với vợ nè. Rồi, ăn đi. Rồi, một nhưng mà một cái túi này hả? Bộ đeo này hả? Xin ra cái đó giờ trong nhà không có sao phải đi giờ mới mua, xưa giờ trong nhà không có sao mà giờ mới mua. Nó khá là bao rồi, đây nhà hàng ngon của Việt Nam. Hãy
mình đi chứ chứ. Tối quá. Chấm tính hết. Ờ để có gì lát nữa mình đi xe đạp cũng được. Quay chụp lại cũng được. Hy sinh của cậu Năm. Thấy bánh mì còn nguyên đó là cậu nằm ăn.
cho quân đội nữa là qua Việt Nam là phải giết một người, phải giết hai chục người Việt Nam, bất kể là nhà già trẻ lớn bé, giết hai chục người Việt Nam là sẽ bị diệt được dân tộc Việt Nam. Máy đang mở lát không? Kết thúc Campuchia.